Rồi con sắp xếp ghế đi, xích vô để người ta đi ngay cái đường người ta đi. Kéo ghế xích vô một xíu. Kéo bàn xích vô được rồi. Rồi, bài bên bài đi rồi chuẩn bị quay clip. Hôm nay cha sẽ có món quà bất ngờ cho con nè. Con đi xuống. Con mới dép vô chưa? Mới dép vô chưa? Nè, dép nè. Dép vô. Dép vô. Về xe người ta vô. Rồi, con gạt chưa? Con ngồi đâu? Rồi, được chưa? Ngồi đi, này là cha đã có quà cho con nha. Ngồi đi nha. Con lấy xuống cho cha. Thôi con ở đây đi. Con ở đây mình lấy món quà bất ngờ. À lấy xuống cho cha hả? Rồi. Đóng xuống cho nó tiêu quá. Con ngồi đây đi. Con ngồi đây đi. Rồi. Ở đây nha, yên nha. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt không hí nha. Không hí nè. Ê. Rồi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Mấy con? Mấy con? Nhắm mắt lại. Con quà bất ngờ. Bữa ngon, con ngồi xuống đi. Con ngồi xuống. Cháu con ngồi xuống đây chi xíu cho uống. Con ngồi xuống đi, ta có món quà cho con. Con ngồi nha, không được. Nè, mấy ngon. Mấy ngon. Biết mấy ngon không? Mấy ngon. Nhắm mắt lại. Bích lại luôn. Thấy cha đâu không? Không, sợ. Nhắm mít mắt lại coi. Nhắm lại đi. Ở đó nha. Chào bác. Dạ. Con. Kiếm vừa đây. Kiếm vừa đây. Nhắm mắt lại. Đi vô ngoài nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi ra ngoài. Nhắm mắt ra. Ừ, nhắm mắt lại mới có quà. Cho sổ đi. Cái gì? Bỗng vợ con nè. Cái gì? Bỗng vợ con nè tết trời. Cái gì? Món vợ con. Tết trời. Rồi ngồi đi. Nè, nhắm mắt lại đi, bất ngờ nè. Quà nè, mở mắt ra, chuẩn bị mở mắt ra, nhắm mắt đi. Rồi, món quà bất ngờ nè. Tinh tinh tinh. Ngọc con gái. Ai gái. Hỏi làm gì, cắn hộp nhé bà. Rồi nhắm mắt lại đi. Nè, tinh tinh, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại mới bất ngờ. Cho mở ra con bất ngờ nha. Nè, chuẩn bị nè, nhắm mắt lại. Tên tên tên. Bất ngờ chưa? Rồi chị nè, nè nhắm mắt lại. Tên tên tên, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, nè. Rồi, thấy không? Che mắt lại đàng hoàng, không phải không mở à. Tên tên tên. Đây. Đây học sầu riêng, học sầu riêng cô lựa trái ngon khui cho con nè. À, để bé trà sữa nè. Đó. Từ 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 để cho lấy nha. Đây hôm nay trà sữa sẽ review sầu riêng cho quý nhà xem nha. Bữa giờ trà sữa rất là thèm sầu riêng mà thiệt sự cũng vừa đi bán mà không để ý. Cảm ơn. Thèm không? Hả cha đi ạ, cha dạ. Cảm ơn cha. Mình cha. Phun ra ngay. Không như không đều mới được. Phun nữa. Phun tay. Phun tay cha. Cho không gái, cha cho không nữa. Hát bài đi cha. Mà tốt. Ngồi đi, hát bài đi cha. Không hát lòng. Sao hả? Con thèm không? Thèm sao? Thèm khóc. Thèm khóc luôn, khóc đi rồi cho nha. Thèm chảy nước miếng không? Thèm chảy nước miếng không? Thèm chảy nước miếng không? Khóc đi, khóc đi tụi cha. Khóc đi tụi cha. Con khóc rồi. Khóc nữa. Không nữa đi. Không nữa đi. Không nữa rồi. Không đi, không đi cha Trang, thấy khóc đi cha thấy thương cha. Không nữa rồi. Không đi cha thấy thương cho cha ăn. Không. Rồi. Thôi không ra mà. Không đi thôi. Cha ơi. Cho con ăn với. Cho con ăn với. Ăn gì? Ăn chả gì. Ăn sầu riêng con thèm lắm. Ăn thèm lắm. Nhưng mà ăn một miếng thôi nha con, trời tối rồi. Này cha làm gì trễ. Ăn một miếng thôi nha con. Nha.
thứ hai đó uống dạ nay là 1, 2, 3, 6 đi làm về sớm xíu có con vừa có mua gà rán cho trà sữa ăn, giờ cho trà sữa ăn tráng miệng sầu riêng ăn một xíu thôi, tại tối ăn nhiều cũng tốt đó. À, ngày mai con vừa bán sầu riêng cái bán thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy con vừa ghi hình mã mai rồi, nên con vừa sẽ tranh thủ quay những khoảnh khắc của trà sữa để cho bà con cô bác ông bà cô chú theo dõi, chứ thôi mấy ngày con vừa bận chứ con vừa đi từ sáng tới tối con vừa không quay được. Em không bà buồn buồn hơn nhớ trà sữa rồi, con ăn một muối thôi, con cầm một muối ăn thôi, để trà xé cho chị đút con ăn nha, ngon không cái vị sao? Cái vị sao? Vị số 1. Vị số 1 hả? Ngon sao? Hết gì? Hả? Ngon tuyệt vời luôn hả? Nó ngọt hả sao? Ngọt quá luôn. Ngon tuyệt vời luôn hả? Béo không? Thấy ăn giờ nhỏ thôi con, ăn từ thôi. Ăn cổ bữa mất cậu nhớ. 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 Ừ, ăn từ từ thôi. Ăn miếng nhỏ thôi. Đó, từ từ miếng nhỏ vậy. Số 1 đâu, ngon số 1 đâu quý vị. Đó, nói xài viên thảo nguyên của cha khi vừa là số 1 luôn. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời không? Ừ. Rồi tính ra là mấy tuần nữa Phương vừa đi bán sầu riêng, Phương vừa không đem về cho trà sữa miếng nào cũng vậy. Cái hôm qua kia người ta cho Phương vừa ăn trái, nhưng Phương vừa đem về. Trời, sao Phương lụm ăn luôn vậy con? Con dơ như vậy. Cái trà sữa, từ từ thôi. Cái trà sữa thấy thèm quá, trà sữa đòi ăn mình mới biết trà sữa thèm. Thôi hai bên không ăn, hai bên bệnh, hai bên ăn ngoài đây đi, con đi chàng hết á. Kêu chị ăn. Ừ chị hỏi chị xíu chị ăn nè, ngồi đây đi tội nghiệp, ăn cái gì cũng kêu chị, chưa ăn kêu ông ngoại bà ngoại đó. Ừ chưa này cho chị đi, rồi đắp chị ha, chị ăn, con ở đây con ăn đi, ăn hết tới ngồi ghế đàng hoàng nè, tự lau tay rồi tự lau miệng. Ngon không? Cảm ơn cha đi. Hả? Nhưng mốt mỗi lần bán sầu riêng cho đem về cho con hộp nha. Dạ. Nhưng con ăn ít thôi nha. Con ăn ít. Ăn ít thôi. Cái sờ đó, con sờ. Có cái miếng sầu riêng. Ăn ít luôn nha. Ừ, ăn ít thôi. Ăn nhiều quá nó người ấy ăn. Nó khổ quá nha. Thôi. Nè. Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi hả? Thì đúng rồi, cha nói đúng mà. Nè. À. Xong nít mà biết ăn sầu riêng cũng giữa nguy vậy, không biết là mấy ba đứa cháu hay đứa con đứa giả trong nhà bằng chửi trà sữa biết ăn sầu riêng không nào? Này mà chứ mấy đứa lớn này nhà anh không ăn, không đứa nào sầu riêng chứ mình sữa ăn ngon không? Thương cha không? Đút cho Trang với đây, con gái đút cho Trang đây, thôi đút 10 muối. Ừ cắn rồi ngon quá, cảm ơn gái nha. Dạ. Cho mở miếng rồi. Ăn miếng rồi. Ăn đi gà cho rửa tay. Hồi nãy đi ăn gà rửa tay rồi. Bây giờ ăn sầu riêng rửa tay. Trang một muối nha. Con rửa tay. Bữa nay sầu riêng không có chín nhiều á, nên con giờ không có đem gì nhiều cho mấy đứa nhỏ. Hôm nay cho lên có chín nhiều cho đem về cho mấy nhà ăn ha. Cha đem cho ăn muối này đi, con bóc mấy nhầy luôn. À, ngày mai cha đem về. Ba ngăn tay kia. Bấm mình cái đi không? Bấm mình nó đang tập cái dụng. Đang dụng hai á. Nè. Không cục chèo của con vừa. Ba bưng đi chọc. Ba bưng ba bưng giờ ghét cha lắm, không có ăn đâu. Nhưng mình người ghét cha lắm mà. Ba bưng về cha. Ghét cha lắm bị bố bị cha. Cha ghẹo bây giờ ghét cha. Ghi cha. À. Này sầu riêng ghi 6 là quý gì vậy? À, ghi 6 không vàng hộp lép. Nói chứ ghi 6 là có hộp lép, hộp cũng không lép đó. À, cái này giống ở Long Khánh. À, về cái vị á, thì nó cũng ngon. Nó béo và ngọt, thanh. Nhưng về màu sắc thì nó hơi kém. Ba mừng ăn chạy riêng. Ba mừng đi chạy phải được. Ba miên tập thể dục giảm cân mà sao không hư được. Về màu sắc cái vị thì nó không có bằng, ủa cái màu sắc thì nó không bằng sầu riêng ở Bến Tre. Tại
mỗi vùng mỗi nơi nó sẽ có những cái đặc sản riêng. Ở Bến Tre thì trồng nhiều dừa, và cái vùng Cái Mơn là cái vùng đó nó có nhiều loại sầu riêng ngon đó. Tôi vừa nghĩ là cũng có nhiều nơi trồng sầu riêng rất này đúng không, giống như ở Ngũ Hiệp cũng nổi tiếng. Nhưng mà tính về sầu riêng mà tôi vừa nghĩ sầu riêng mà nó ngon chắc với đẹp nhất là sầu riêng ở đường con lấy con sầu riêng ở Cái Mơn của mình nha. Còn mà nhiều khi có nhiều loại như bút cái bè thì ngon nè, vú sữa Vĩnh Kim đó, sò cát thì sò cát Hòa Lộc đó. Mỗi người mỗi nơi có một cái đặc sản riêng. Để cho chùi miệng con nè. No phải không? Ngán phải không? Đã không? Không ăn đâu. Ơi, để cho chùi tay coi. Không ăn đâu. Nhẹp thì dẹp cái gì hả? Trời, ngồi đây cha với cha, cho ngồi cho buồn. Cho ngồi cho buồn sao? Ngồi đây với cha đi. Cha đói à? Ờ, cha đói, cha chưa ăn xong mà ngồi với cha đi. Tự nhiên ăn xong mà bỏ cha vô mình. Còn ngồi ghế ai dẹp? Ăn xong mình lau tay cho ta à. Ngon miệng cho cha nữa. Thương gái quá mày. Không, để cha lấy ăn được rồi, thôi. Để cha lấy cho ăn tự ăn được rồi. Con đừng bóc. Thôi, tôi thử. Con lau tay con đi, con nói con không ăn nữa mà. Được rồi, được rồi. Con móc là từ lớp. Cha lấy miếng nhỏ cho con đi. Lấy miếng nhỏ cho con ăn hả? Dạ. Con ăn nữa hả? Dạ, cha lấy miếng nhỏ. Con đói lắm. Con đói hả? Con đói bụng lắm. Đói bụng lắm à? Nhà mẹ không cho con ăn hả? Nhà mẹ không cho ăn. Thôi tội nghiệp con, khóc đi. Còn mẹ không cho con ăn luôn hả? Mẹ không cho ăn. Cả nhà không cho con ăn hả? Ừ. Rồi sao cái tình trạng này xảy ra hoài vậy ta? Sao nhà không cho nữa ăn vậy? Nè. Tội nghiệp con gái tôi quá. Mấy rồi giờ con no chưa? Nè. Nè. Sao nhà mẹ không cho con ăn vậy? Tội nghiệp quá, con khóc u không? Sao con gọi điện cho cha? Alo. Cha xuống bước lại con nha. Cha xuống bước lại luôn nha. Sao con mẹ không cho con ăn, sao con nói cha? Đừng đừng. Bóc thôi con ăn. Cha lấy miếng nhỏ cho con. Cha lấy miếng nhỏ cho con ha. Tại con đói bụng lắm. Con đói bụng lắm hả? Ừ. Thì con ăn gì chưa? Thì con ăn lấy miếng nhỏ nè. Nè. Rồi cha con mình nè. Ăn cái muối sầu riêng xong thì mọi người nhìn không muốn ăn rồi. Nè cái đút cho. Không ai muốn ăn nữa. Ngon. Con số 1 đúng không? Con tuyệt vời không? Rồi. Tuyệt vời không? Cha lấy miếng nhỏ cầm ạ. À, trái này là cái gì? Trái này trái gì? Trái gì? Sầu riêng thơm không? Trái gì thơm? Thơm. Ngọt không? Ngọt. Ngon không? Ngon. Béo không? Béo. Thiệt không? Bữa giờ con nói con hứa ra phụ cha bán sầu riêng mà con chưa có phụ cha đó. Đây, hôm nay là trà sữa review sầu riêng cho quý khán giả xem nha. Đó, đây là cái sầu riêng hôm nay con vừa mới trở lên thứ hai nè, con vừa mới bán đó. Dạ. Này là hai cho con bóc bấy hết rồi. Nhìn nó hết ngon rồi nha nè. Ha, để cha lấy miếng khác. Để cha lấy miếng nhỏ con. Đúng rồi, béo rồi. Cũng là sầu riêng mà nó chín cây thì nó nó chín tự nhiên, nó bị nó khác. Nè nè, con tôi đang làm cái gì ạ? Con tôi đang quay clip cho con hả? Ừ. À, cảm ơn con tôi. Cảm ơn con tôi đi. Mình chào tôi. Cảm ơn con tôi nha. Mình chào tôi nha. Cảm ơn con tôi quay clip giùm con nha. Mình chào tôi quay clip giùm con nha. Rồi, mốt nút vàng con tặng con tôi. Muốn có nút vàng con tặng con tôi. Một đứa mẹ con nhận là quên. Cái gì? Nói gì? Đúng rồi. Con ơi. Cái vàng đúng cũng dạ anh nghe hát đi, hát tiếp đi nha nè. Dạ nè.
hát tiếp đi, hát tiếp cho quý giả nghe đi nè. Tôi cam đây là ăn nữa không, ăn nữa không, ăn rồi. Mấy bữa nữa cha đi ăn, cha đi sớm về trễ rồi sao, nhà mình buồn không? Không, không ăn nữa không? Vậy ăn sao nữa, ăn nữa gì rồi đợi cha đi xong rồi dẹp luôn. Ăn nữa không? Ăn nữa không? Ừ. Ừ, ngon quá. Không, ăn cha xé theo không? Ừ? Cái này là hộp nhỏ, còn một hộp lớn nữa tôi vừa để là đắt cho mấy bạn nhỏ ăn với ông ngoại bà ngoại. Cha đó. Hả? Cha đó. Cha đó. Cha đó bụng. Cha đó bụng mất. Không ai cho ăn. Con được ăn. Con được ăn. Con được ăn. Ngồi nhà ghế rồi là dẹp hết luôn, chơi cái gì cũng dẹp hết, dẹp yên cũ mà không biết thói quen hay sao. Chứ không mới có lần không có gì. Chưa có chỉ luôn mà không biết làm. Ăn luôn. À, muối này được rồi. Muối này nè, cha thích ăn muối này. Cha ăn muối này. Ừ. Cảm ơn gái nha. Ăn cơm. Hai cha con mình ăn ghê quá. Còn con xé như giấy hoài, xài như giấy tốn quá vậy. Dạ, con ăn cơm rồi. Ủa, ăn xong rồi hả? Mà lỡ cha đi, cha buồn á. Con vô bỏ cha hả? Cha buồn, cha khóc hu hu luôn á. Sữa. Sữa bỏ cha hả? Cha cha lớp bụng. Cha lớp bụng. Giận. Cha lớp bụng quá à. Con nước trăng trăng. Để xem. Con nước trăng trăng. Nước trăng. Cha đút con, cha đút cho con đút đi nha. Miếng 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 mỡ con hả? Con đi nữa hả? Con đi hả? Để cho chùi tay rồi đi. Đó, ngã ghế rồi lụm ghế ra không à. Không hả? Cháu nó uống nữa ơi. Sữa, cha đói bụng rồi, sữa ơi. Cha đói bụng. Ờ. Làm Lâm, ăn con. Làm ăn không? Con ăn không? Rồi làm ăn nè. Làm ăn ha. Đi ghế đỏ con. Đi ghế đỏ nè. Thôi con bệnh con ơi, con được ăn, ăn với chúng á. Nha Lâm. Thôi bệnh được nè. Ba. Đông, đông ảo ăn à. Đông ăn, con ngồi đây đi, chút trang đi. Đông. Bỏ cho anh nữa hả? Ngồi ăn sàn quay á. Cha cao. Trời ơi. Cha đó bụng á. Ừ. Tới sáng luôn. Con lúc cho ăn cho. Bởi vì nó chơi mấy trò lặp đi lặp lại một vài nó cũng chán. Ăn no lát rửa tay nha. Đỡ, đỡ không rửa tay. Hả? Đỡ rửa tay. Ăn ngâm rồi no rửa tay nha. Nha. Nghe không? Con đi. Ừ. Ngon quá. Tại nha. Chùi tay, chùi chân sạch sẽ đi. Rồi. Ăn cơm rồi. Rồi vô hả? Ừ. Giờ cũng vô hả? Không ăn nữa. Không ăn nữa hả? Thôi không ăn nữa vậy. Sữa bỏ cha hả? Cha đói. Ừ, cha đói. Cha đói bụng. Cha đói bụng. Mà cha cũng đau bụng nữa. Cha uống thương cho bệnh đi. Ừ, cha uống thương cho hết bệnh. Con uống đi. Con uống hả? Cha uống này. Con uống này. Ờ, con uống hồi nào? Này. Ừ. Ăn xuống lên nữa không? Cha uống. Cháu mày. Ừ, còn ăn uống tá lả chứ. Cha, cha mày lắm. Thương cha không? Cũng còn à. Thương cha không? Cũng, cũng cha. Ừ, con thương cha không? Lấy ghế ngồi đi. Dạ. Thôi, con à. Đứng. Sao đứng? À, con xuống.
xúc ra khác ai. Rồi được chưa? Cũng đi rồi vô ngủ, vô vào tay ngủ nha. Ngon không? Cảm ơn khán giả đi. Ở chào khán giả đi, chào khán giả đi. Chào khán giả dữ con. Hồi đó con chào giả không? Chào giả. Hồi đó con chào giả. Rồi 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 rồi. Hồi đó con chào giả, tưởng chết, khán giả thích con chào giả. Chưa biết nói chuyện đó. Hả? Lúc con chưa biết nói chuyện đó con chào giả không à? Con không biết chào khán giả. Con đâu vậy? Con bỏ cha luôn. Thôi bỏ cha. Cha chưa no. Cha chưa no. Con nước tan à. Nước tan à, cha chưa cha chưa xong hả? Anh để gói hộp lại, hộp này nấu ngon lắm á. Bữa nay chiều cha con chưa ăn. Con ăn xong chưa? Con gái của cha ăn xong chưa? Đã ăn xong rồi hả? Cha đại nữa ha. Thôi giờ chào tạm biệt khán giả đi, chứ con làm tới sáng luôn, con chưa xong nữa. Chào tạm biệt khán giả đi nè. Đây mấy cô lựa trái ngon nhất luôn, mấy cô ấy cho con để bé trà sữa luôn ha. Mấy cô thương con lắm á, mấy cô làm với cha đó, biết con đó, ngày nào cũng coi con á. Cảm ơn khán giả nè. Rồi nghe, chào tạm biệt khán giả đi. Chào khán giả không vừa con. Con muốn chơi dạ. Hả? Muốn chơi dạ. Chào khán giả. Hẹn gặp lại khán giả. Đợi. Khán giả. Đợi dạ. Trong video tiếp theo. Theo. Cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà. Bà. Cô chú. Chú. Anh chị. Anh chị. Các bạn. Các em. Đi. Các cháu. Đi. Để ủng hộ con. Hộ con. Rồi thanh tay lại chào ơi. Dạ. Thanh tay good night. Good night. See you again. Bữa nay see you again. Hẹn gặp lại à. Dạ chào tạm biệt quý khán giả nha. Hẹn gặp lại quý khán giả trong một video tiếp theo. Cảm ơn quý khán giả khi vừa xem tranh thủ bữa nay khi vừa về sớm thì khi vừa quay clip để khi vừa đăng từ để cho bà con cô bác theo dõi, chứ để mấy bữa nữa khi vừa vô hình khi vừa bận khi vừa không quay được cái bà con khán giả lại nhớ trà sữa mình trà sữa không có quay clip trà sữa cũng buồn. Cảm ơn quý khán giả nhiều, anh chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Bye bye. Anh Tám.